Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sau đồ của cao thủ Nam Độc Tú Văn Tả em ơi. Chúng ta sẽ xem sơ qua xếp đồ của Tú Văn Tả như nào. Để cả xem Tú Văn Tả thì đang có gì đây. Chúng ta đang thấy thì trên đầu Tú Văn Tả đang có cho mình dòng tăng trưởng môn ngũ độc tăng trưởng môn. Ngũ độc tăng trưởng môn. Và hiện tại Tú Văn Tả đang sử dụng cho mình là một set đồng bang gia truyền kháng cả 20, một nhẫn kháng hỏa 26, sinh lực 118, một cái nhẫn ăn ban hồng mỹ tiếp tục là 26, sinh lực 114, một nhẫn ăn ban hồng mỹ kháng tất cả 3. Bộ này thì cái gia truyền thì max option này không tính rồi em ạ. Còn bộ này thì chắc là đấu giá ở mùa vừa rồi là trên dưới khoảng hơn chục triệu của bộ này em ơi, chưa tính gia truyền. Chắc là gia truyền cho khắc mang rồi. Kèm với gia truyền này thì thầy nghĩ cũng sẽ ăn ban này hơn 10 triệu ấy. Hồng mỹ này mà xem ban hồng mỹ nha em. Còn set thường tầm này cũng tầm 4 cho đến 5 triệu là có được một set thường rồi. Còn mà set min thì khoảng tầm 2 đến 3 triệu nha em. Thế này mắt có thể nói chỉ một set mắt option. Rồi, tiếp tục là Tú Văn Tả đang có cho mình một cái đao minh ảo. Một cái đao minh ảo sinh lực 138, chậm 48 và huyết đao độc giáp 3 cấp và bắt độc sinh tâm 1 cấp với thủ lý 100 phòng thủ lý 25. Thì tấn công chí mạng 4%. Một bao tay minh ảo dành cho Nam Độc Đao, chuẩn Nam Độc Đao khá tương đối. Tiếp tục, một món tiếp theo là một áo minh ảo đạt mắt phục hồi 47 và có skill hiền âm chạm chính ít 1 cấp, sinh lực 208 và thủ lý 29, nội lực 120 và 33 chón. Một cái đai lưng, một đai lưng chúng ta có thể thấy rằng một đai lưng khá đẹp, phòng thủ lý 30, 142, thời gian chón 31, sinh lực 149 và độc xạ trưởng 3 cấp. Một cái nón tím thủ lý 25, 140, sinh lực nỗ lực 19 nít, khá là đẹp. Một đôi giày tóc 40, thủ lý 24 và 140, sinh lực nỗ lực thông pháp 20. Một cái đao khá chất lượng, đạt móc băng sắc 94 này mà, tóc 30, băng sắc 94 và kháng hỏa 25 và sát thương 97%, sinh lực 194. Và sau khi lên tăng trưởng môn thì chúng ta thấy rằng là này đã có cho mình một con ngựa kháng tất cả 4, phi dân tối phiến kháng tất cả 4 nha em ơi. Sinh lực 400 và thương lực 1000, né tránh 200, kháng tất cả 4. Này cũng hạn sử dụng nha em. Và bên này thì đang mang một ấn tín phòng thủ lý 25 chứ không mang ấn tín tăng trưởng môn nha em. Không mang ấn tín tăng trưởng môn. Nếu mà có ấn tín tăng trưởng môn thì sẽ tăng skill chiến ít 1 cấp nha em. Này thì anh ta lấy luôn hở kháng này mà, phòng thủ. Chúng ta còn điểm sơ qua lượng phòng thủ tại này nhiêu đây? 25. 25 là 50. Này cho 29 là 75, 79 với cái này 24, 79 với 24 xem nào, 79 cộng 24 có thể nó bằng full thủ lý mà, 103 cho nó 3 cộng với cái này 30, cái này 30 nữa 133, kèm với giá truyền kháng cả 20, cộng với ấn 25 nữa, tính ra lượng phòng thủ cho này, khá nhiều nữa mà, kèm với người kháng cả 4 nữa. Úi xời ơi, phòng thủ lấy 182, cộng với ngọc vội 3 nữa 185, trừ lượng âm 75 ra thì quên, trừ lượng 75, đúng rồi, trừ 75 ra thì chúng ta nhiêu. Úi xời ơi, con Nam Độc này phòng thủ lấy 75 cộng 5 anh em à, trừ cái lượng âm này chắc là phải 75 cộng 4 anh em ơi, ít nhất anh này phải 75 cộng 4, gần cộng 5, quá dữ luôn. Khai nghĩ anh này chắc 75 cộng 5 á, chắc chắn 75 cộng 5, phun thủ lý mà. 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 6 món, kèm với gia truyền bữa này nữa cho 7 món nữa mà. Phòng thủ lý này ít nhất phải 75 cộng 5, quá dữ. Này chưa mang vi phong kháng cả 10 ấy, mang kháng cả 10 sẽ cho hơn nữa này mà. Chung là tính điểm sơ qua thì ạc này thì đợi lại xem. Xét đồng bang này khải nghĩ chắc trên dưới hơn 10 củ rồi, không tính rồi. 10 củ, áo này sẽ vừa cũng tầm cứ món này tầm 2 đến 3 triệu nha năm. 2 đến 3 triệu một món. Thì 3 món này chúng ta cho khoảng tầm trung bình 6 cho đến 8 triệu nữa đi. 6 cho đến 8 triệu nữa. Kèm với món bông tím này khải nghĩ là tầm 2 triệu nữa thì tổng set đồ này trên dưới hơn 20 củ này mà, hơn 20 củ nha năm. Hơn 20 triệu cái set đồ Nam Độc này nha. Cũng có thể nói là một trong những Nam Độc No 1 server và đã lên ngôi tăng trưởng môn của môn phái Nam Độc nha năm ơi. Hạng 20 server nha năm. Ad này thì khải nghĩ chắc ad một cấp 128. 127, 127. Rồi, anh em theo dõi video này đừng quên đỡ lại cho cao thủ Tú Văn Tải một like chia sẻ ủng hộ cho năm ơi.
Và không nhiều hơn thì kính chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên xem YouTube live của Khải vào lúc 11:50 cũng như là 19:50 hàng ngày nha em ơi. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.